Xin chào các bạn, tiếp tục chuyên mục nhận định. Soi kèo hôm nay của phạt đền là trận cầu nảy lửa giữa Man City và Real Madrid diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 27 tháng 4 trên sân Etihad Stadium. Trong khuôn khổ giải Champions League 2021-2022, hiểm họa tại Etihad. Giờ chúng ta sẽ cùng nhận định về Man City và Real Madrid. Manchester City đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại Champions League. Họ đánh bại Atletico Madrid với tỷ số chung cuộc 1-0 trong trận tứ kết. Cụ thể, sau chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi trên sân nhà, họ đã cầm hòa 0-0 ở trận lượt về. Cầu thủ Riyad Mahrez đã gây ấn tượng mạnh cho Man City trong trận đấu tại Champions League. Anh ấy là người ghi bàn hàng đầu của đội bóng với 6 bàn thắng. Manchester City bất bại trong các trận đấu trên sân nhà trong mùa giải Champions League này với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 cuộc đối đầu trên sân vận động Etihad. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man City thắng 3, hòa 2 và thua 1. Họ ghi được 13 bàn và để thủng lưới 6 bàn trong 6 trận gần nhất. Phần lớn các bàn thắng của Man City đều nổ ra trong hiệp 1, rất thích hợp cho anh em canh dung tài hiệp 1. Đối thủ của họ trong trận này là Real Madrid. Đội bóng đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại Champions League, đánh bại Chelsea với tỷ số chung cuộc 3-1 trong trận tứ kết. Họ đã dẫn trước 2 bàn sau trận lượt đi và sau đó chịu thất bại 3-2 ở hiệp phụ trong trận lượt về trên sân nhà. Los Blancos ghi 1 bàn trong hiệp phụ. Rodrigo và Karim Benzema đã ghi bàn trong trận thua lượt về. Mối đe dọa tấn công hàng đầu của Real Madrid là Benzema, người đã ghi bàn 12 lần trong mùa giải Champions League này. Tiền đạo này đứng thứ 2 về số bàn thắng ghi được trong giải đấu năm 2021-2022. Với 4 trận thắng và chỉ 1 trận thua trong các chuyến đi của họ trong giải đấu, Real Madrid tự hào về một thành tích tốt trong các trận đấu trên sân khách trong chiến dịch này. Đội bóng Tây Ban Nha đang muốn thêm vào chuỗi 6 trận thắng trên sân khách trên mọi đấu trường. Họ đã thắng 5 và bại 1 trong 6 trận gần đây nhất. Real Madrid ghi được 15 bàn và để thủng lưới 8 trong khoảng thời gian đó. Họ đã có 6 bàn thắng trong hiệp 1, trong khi đối thủ của họ chọc thủng lưới 5 bàn trước giờ nghỉ. Về đội hình dự kiến Man City và Real Madrid, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Giờ tiếp tục đến phần quan trọng nhất, đó là soi kèo giữa Man City và Real Madrid. Ở mùa giải trước, Man City đã thất bại tại chung kết Champions League. Mùa này họ sẽ chứng minh cho người hâm mộ thấy sự ổn định và sức mạnh của mình. Bằng chứng là họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với tổng số điểm là 80 và được dự đoán là khả năng vô địch rất cao. Dựa vào những nhận định trên cùng với những thành tích mà cả hai đội đạt được, đây sẽ trận đấu siêu kinh điển của ngày 27 tháng 4. Phạt đền dự đoán 2-1 sẽ là kết quả tỷ số kết thúc trận đấu. Man City sẽ giành trọn vẹn 3 điểm về đội của mình, tiến sâu thêm một bước vào trận chung kết. Tại kèo châu Á, nhà cái đã đặt niềm tin vào Man City với tỷ lệ kèo cá cược được đặt ra là 1 trái, 1 trái rưỡi. Liệu đây có là kết quả chính thức của trận đấu? Cùng chờ đợi kết quả nhé! Sau đây phạt đền sẽ đưa ra dự đoán kết quả soi kèo Man City và Real Madrid. Dự đoán tỷ số 2-1. Kèo châu Âu, chọn Man City. Kèo chấp châu Á, Real Madrid nằm dưới 1 trái, 1 trái rưỡi. Kèo tài xỉu, tài 2 trái rưỡi, 3 trái. Trên đây chỉ là phần dự đoán, không phải một lời khuyên. Anh em hãy cân nhắc khi xuống tay. Đừng quên theo dõi, like, share ủng hộ kênh nhé! Xin cảm ơn.